cái lớn nhất quá, từ trước tới giờ quá. Thank you.
đi rồi. Mình phải đi rồi. Gấp quá, gấp công chuyện rồi. Coi nè, ôi vui. Mấy đợt rồi á. Năm nào cũng như năm ấy. Mà năm nay á là có phần á là ít hơn á. Ít hơn là năm ngoái đó. Năm ngoái là trong cái video đó. À, bạn nào muốn coi á thì vô coi cho chả biết. Cây nè, sưu trồng một cách tự nhiên. Bây giờ nó trái quá trời trái cho. Cho quà cho quỷ cho không hết nè. Bây giờ lần này là lần cuối cùng á. Mình cũng nên đi cho đi. Chứ ở nhà đâu có ăn hết. Coi nè, mọc hết rồi. Có cái mọc thành nhánh luôn nữa. Ồ, cái này nãy mình thấy bự nhất luôn nè. Ui, dữ thiệt luôn ha. Dữ thiệt. Thôi, mình cũng đi qua bên kia mình hái một trái nữa. Cho nó đã mắt một cái luôn đi ha. Sáng dọn dẹp chỗ này một chút nè. Thấy nè, coi nè. Đùm đề dưới này nè. Coi nè, dễ thương không? Đụng dưới đất luôn. Cái này mới dễ thương dữ luôn nè. Wow, trời luôn. Bà con ơi là bà con. Dục vài trái xu cho giường đi. Là ăn xu mệt luôn. Rồi ăn đọt nữa. Nếu mà muốn lấy đọt này xào gì á, mệt mỏi luôn á. Rồi, mình đã hái xong rồi. 15 phút mình làm thật là nhanh tay luôn. Thì là xong. Được như đây nè. Nếu mà dồn vô hết á, thì là một cái thùng đầy của cái này. Nhưng mà mình để ra hai phần. Quá trời đây nè. Mình đã chỉ cho coi những cái trái mà bự nhất ha. Nè, đó. Một cái lòng bằng tay luôn, nặng chình chịch luôn. Đây, đây nè, một cái bàn tay của mình luôn. Rồi, dễ sợ không? Đây, bên đây nữa nè. Đây là những trái mà kêu là hết hồn á. Đây nữa nè, hết hồn chưa? Đây nè, coi như là mình chỉ cần đụng vô nhẹ một cái là nó rớt liền. Bởi vì nó quá nặng rồi, chanh vàng á. Ôi da, ôi da, ôi da. Rồi, mình sẽ làm như cái gì? Như cái này, để đem đi cho. Đây. Trời nè, ngon lắm luôn, rất là non luôn. Non èo là mấy cái này non èo nè. Cái này non nè, là cái này hơi già rồi, mọc rồi già khú rồi. Mọc ra cây luôn rồi. Mọc thành lá luôn rồi nè. Dễ thương không? Đây, mọc luôn rồi. Ok, thôi vậy thôi ha. Bye ha, bye.